Chào anh em ạ. À, thì mình có con máy tiện này nè anh em, do mình không xài nữa nên hôm nay mình sẽ làm cái video mình bán luôn con máy tiện này luôn nha anh em. Thì con máy tiện này mình trước kia á, thì mình sử dụng mình tiện độ chính xác để phục vụ máy mình với máy khách hàng nè anh em, nhưng bây giờ mình không có xài nữa nên mình bán. Thì hôm nay mình sẽ nói chi tiết con máy tiện này. Thì giá con máy tiện này á, mình để lại cho anh em giá 25 triệu hàng nha anh em. Con này nó nặng một gần 1,6 tấn đó anh em. Thì cái chống tâm này đó là 5 tấc rưỡi, chiều dài chống tâm là 5 tấc rưỡi nha anh em. Thì con này thì nó xài điện 3 pha 220, thì nó còn zin luôn, nhưng mà mình đấu lại điện đường mình một pha 220 nghe anh em. Đây, motor zin nó đồ còn hết, nó chỉ có bị mất một hai cái nhông gì đây để chạy gang nè anh em, mà bây giờ mình cũng còn chạy gang, nhưng mà có một cơ số loại gang mình chạy không được, tại vì nó không có trong bảng. Thì cái này là anh em về rồi phải gia công lại, nếu muốn tiện gang là phải gia công lại đủ. Thì mình sẽ vô đây mình quay cho anh em xem rõ hơn tí, anh em đợi mình nha, tại trời mới mưa xong nó cũng thì băng máy thì nó nhẹ nhàng, tại lâu mình cũng không vô nhớt nữa nè anh em. Băng máy nhẹ nhàng, quạt chế độ rồi còn ok luôn nha anh em. Nói chung là máy này tiện còn im gu luôn. Đây, bảng tốc độ của nó là cao nhất là 1.600, rồi tới 910 vòng trên phút, rồi tới 570, rồi 340, rồi 280, 150, 150 nữa nha anh em. Còn cái bảng tiện gang mình có luôn, rồi cái này nó có tiện tự động luôn nha anh em. Cái này là máy tiện của Nhật nha anh em, tại do mình không xài, mình để không vi sinh. Thì cái mâm cặp này á, thì nó 2 tấc nha anh em, nó có trấu kẹp trấu lật đủ luôn. Thì cái máy tiện này lúc mà mình mua về nó thiếu chống tâm nè, nó bị không có chống tâm nè anh em, nó còn cái ụ mà mất cái chống tâm. Hôm bữa mình tính mua nhưng mà bây giờ mình cũng không có xài nữa rồi nên mình không mua. Thì anh em nào xài thì mình tặng cái đồng hồ đồ lò xo đồ luôn nghe anh em, thì mình tặng nguyên bộ dao đồ đủ hết, mình xài dao chip nha anh em. Đó, anh em xem đây là cái motor của nó, do nó xài điện 3 pha 200V á. Mình ở chỗ mình thì nó không có điện 3 pha nên mình câu đỡ qua đây mình đấu công tắc, mình xài điện đường mình điện 221 pha anh em. Tại trong đây nó hẹp, mình quay hơi lắc. Ủ trung tâm này còn chính xác lắm nha anh em, tiện là máy này tiện chính xác lắm, chỉ tiện được đồ nhỏ thôi chứ đồ bự quá cũng tiện không được nha anh em, tại vì mâm cặp nó nhỏ với cái thông đồng nó cũng nhỏ nữa. Anh em ai thấy mà thích hợp cho việc làm của mình á thì mình để lại cho anh em giá 25 triệu. Thì mình ở tỉnh Vĩnh Long á nghe anh em. Anh em nào xem được thì liên hệ với mình qua số phone mình là 0985306387 nha anh em. Để hồi mình để số phone với video. Mình qua đây mình quay cái hiệu cho anh em xem luôn. Ở trong đây đi. Ở đó mình tiện mấy cái bơm đồ nè anh em, mình làm cái mấy bơm rồi đó. Trấu lật cho nó biết, nó lớn đầu hình cái nữa nè. Thì cái hiệu máy tiện này đó là Kawai Tesco nha anh em. Đó, là máy này là nước sơn rồi nó còn zin, hồi đó mình tiện bu li rồi mình cũng tiện trên đây nè, mình có tiện mấy cái bu li nhỏ xíu luôn anh em, bu li 70 mà mình tiện nó xuống còn có đúng 1,1 tấc hay gì nè,
Bully nè, Bully Gin mà mình tiện xuống một tấc mốt nè. Tại vì bây giờ mình độ lên độ số mình không có xài Bully nữa nữa rồi mình bỏ. Rồi đó mình chạy Bully này nè, rồi cộng thêm độ bom nữa. Tốc độ nó cũng cao mà nó không cao bằng độ số. Thì mình quay sơ lược tổng thể cho anh em xem nha. Thì máy này nặng lắm, nội mà tiền nếu mà một tính ra tiền ve chai nó cũng muốn bằng luôn rồi đó anh em. Thiện ký 10.000 mà cái này là 1 tấn 6, 1 tấn 6 thì nó ra 16 triệu rồi. Mua về xài cho đã rồi bán ve chai nó cũng được nữa nghe anh em. Dây dây này là còn dây gin của nó luôn rồi nghe anh em. Dây Mitsubishi A59 nó xài tới 4 cộng luôn, mà hồi mình lấy về đây nó chỉ có 2 cộng rồi mình xài luôn tới giờ nó chưa hư hao gì chứ. Thì số thì chạy im ru luôn. Tại bây giờ mình không có xài nó nên mình gỡ điện thôi rồi, có máy mình chạy cho anh em xem. Tiện là bóng luôn nghe anh em. Thì anh em nào thấy được thì cứ liên hệ với mình. Nói chung giá rẻ. Rồi anh em về muốn chế cháo gì cũng được, cũng dễ. Thì cái này nó còn dao bọng rồi còn ấy đủ hết nha anh em. Mình còn nguyên cái bộ chip dao trong cái hộp này nữa nè. Chip cắt rãnh đồ đủ hết. Tại bây giờ mình không xài nữa, bây giờ mình muốn lấy vốn mình làm chuyện khác nên mình để rẻ lại cho anh em luôn. Rồi anh em nào xem được video đeo clip này mà muốn mua cái máy này á thì cứ liên hệ với mình nha. Rồi đến chỗ mình test máy đồ ngon lành thì lấy. Thì mình không có giảm giá nha anh em. Giá này là mình bán đồ là từ đó về giá gốc không à. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết cái video của mình nha.